Nam phương phân ra làm ba phần: một, liệt danh hiển quảng; hai, hiện tướng biểu chơn; ba, pháp ngôn khuyến tín. Liệt danh hiển quảng. Này Xá Lợi Phất, thế giới phương Nam có các đức Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Chăng Quang Phật, Đà Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Như vậy cả thảy các vị Phật nhiều bằng số hằng hà sa. Sớ, Phật Nhật Nguyệt Đăng là vị trí lớn vô cùng tận. Sao? Trí lớn vô cùng tận là kia như ánh của mặt nhật chiếu ban ngày, mặt nguyệt chiếu ban đêm. Ánh của đèn chiếu vào những chỗ mà nhật nguyệt chiếu không tới. Kế truyền sáng khắp đều vô cùng tận. Trí lớn của Phật ngang thời suốt mười phương, dọc thấu ba đời, cũng như ánh sáng của nhật nguyệt thế đấy. Lại ánh sáng mặt nhật phá chỗ tối tăm, có nghĩa Bát Nhã gọi là nhất thế trí. Mặt nguyệt do ánh mát mẻ chiếu ban đêm, có nghĩa giải thoát, gọi là đạo chủng trí. Ánh đèn tiếp nối để bổ khuyết cho nhật nguyệt, chiếu suốt cả ngày đêm không mắc hai bên như ngày và đêm chẳng hạn. Đây là nghĩa đế trung đạo đệ nhất, có nghĩa pháp thân gọi là nhất thế chủng trí, vì ánh huệ sáng suốt. Sớ, Phật danh Văn Quang là được tiếng khen khắp đồn như ánh sáng chiếu xa. Sao? Đức Phật lớn tiếng rất to, cho nên có danh khen đồn khắp cả mười phương vô lượng thế giới, như ánh sáng mặt nhật chiếu không chỗ nào chẳng khắp. Sớ, Phật Đại Diệm Kiên là chữ kiên nghĩa hai vai, tiêu biểu hai trí. Chữ diệm là hực hở dụ hai trí chiếu sáng. Sao? Hai trí là quyền trí để chiếu về sự tướng, thật trí chiếu tâm, lý sự lý rõ ràng, đều chiếu phá không mê muội, dụ như hai cái vai phát ra ánh sáng. Lại hai trí này gánh vác tất cả Phật pháp, cho nên có nghĩa là hai vai. Sớ, Phật Tu Di Đăng là dùng núi Tu Di làm đèn để chiếu cả bốn châu thiên hạ, hào quang của Phật rộng lớn cao chiếu cũng như thế. Sao, núi Tu Di làm đèn là như nói dùng núi Tu Di làm bút, dùng núi Tu Di làm dùi, vân vân, là để nói cái lượng của đèn rất rộng và rất lớn. Núi Tu Di ở giữa hào quang chiếu khắp bốn châu, Phật dùng trí lớn trung đạo mà chiếu các chúng sanh như ánh đèn khổng lồ là đèn Tu Di. Tu Di là núi Chúa vì lớn nhất thế giới vậy. Song kinh Duy Ma nói có đức Tu Di đang dương Phật thân cao 84.000 do tuần, nhưng xét quả nước của Ngài là ở về phương Đông, cách đây ngoài 36 hằng hà sa thế giới. Mà nay Phật Tu Di đang này ở về phương Nam là do vì các Phật trùng tên với nhau rất nhiều vậy. Sớ, Phật Vô Lượng Tinh Tấn là chữ tinh tấn giải thấy trong khoa tự phần trước, nhưng khoa kia nói thường tinh tấn, còn văn đây nói vô lượng tinh tấn. Vô lượng có hai nghĩa: một, thời vô lượng tức là nghĩa thường; hai, sự vô lượng là tự lợi lợi tha, vì trí và hạnh vô biên cớ vậy. Sớ, xứng lý thời tự tánh sáng suốt bất khả tận là nghĩa Nam phương có hằng sa Phật. Sao? Nam phương thuộc cung ly, mà ly là bính đinh quả, quả thời trong tối ngoài sáng, ấy là tịch mà thường chiếu, tánh chân tri bất muội, sự sáng suốt nào cùng. Kinh Hoa Nghiêm phẩm Quang Minh Giác nói hào quang Đức Như Lai soi sáng vượt khỏi một thế giới, mười phương thế giới, nhẫn đến bất khả thuyết thế giới. Đấy là hào quang trong tâm của mình giác chiếu tất cả, chẳng do tự ngoài mà đặng. Cho nên nói ta thấy Đức Đăng Minh Phật, hào quang tốt của Ngài xưa cũng như thế. Hiện tướng biểu chơn. Các vị Phật vị nào ở nước nấy đều phóng ra tướng lưỡi rộng dài phủ khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Phát ngôn khuyến tín. Nói lời thành thật rằng các ông và chúng sanh phải tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Tây phương phân ra làm ba phần: một, liệt danh hiển quảng;
2. Hiện tướng biểu chơn. 3. Phát ngôn khuyến tín. Liệt danh hiển quảng. Này Xá Lợi Phất, thế giới phương Tây có các đức vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh quang Phật, như vậy cả thảy hằng hà sa số các vị Phật. Sớ, Phật vô lượng thọ đây nhân đồng một danh hiệu với đức bổn Phật Di Đà, xưa có hai thuyết cũng đều có lý. Sao? Hai thuyết là ông Linh Chi nói các vị Phật đồng danh nhiều lắm, quyết chẳng phải một vị Phật do ngài Pháp Tạng tu thành, bởi vì đức bổn Phật đây không lẽ tự khen mình. Ông Từ Ân nói dù cho tự khen mình lý cũng không hại, là do vì dẫn dắt chúng sanh khiến cho nó sanh tâm thích đẹp. Nay dùng cả hai thuyết nghĩa là cứ trong kinh Đại Bổn qua khỏi vô biên cõi Phật có nhiều vị Phật đồng một danh với đức Phật Thích Ca Mâu Ni không thể kể xiết. Lại thầy Đức Quang Thế Âm cũng là Quang Âm Như Lai, vân vân. Thế thời biết danh hiệu Phật vô lượng thọ đâu những một vị A Di Đà mà thôi, mà còn có cả trăm cả ngàn hàng vạn hàng ức không thể cùng tột các vị Phật đồng danh hiệu nữa kia kìa. Nếu cứ bên phần sự của Phật đâu đặng lấy việc phàm thường so sánh đó, thì chi cho khỏi khen mình chê người, phạm mười tội trọng trong Bồ Tát giới ư? Kinh Pháp Hoa Phật nói ta là vị Pháp Vương, đối trong các pháp đều được rảnh rang dọc ngang, cho lấy quyền hiệt đều bày. Nếu có lợi ích cho chúng sanh thì làm sao lại chẳng được. Như câu trên trời dưới trời duy một mình ta độc tôn, khá đặng nói rằng ngài tự khen mình chăng? Một thuyết trước vì e người không biết các vị Phật số nhiều như bụi trần mà câu chấp một bên như lối thành kiến. Một thuyết sau vì sợ người chấp chỗ không nên khen mình mà mờ ám pháp thần thông diệu dụng của Phật, nên hai thuyết đều phải lý, vốn không ngại. Sớ, Phật vô lượng tướng là vì tướng hảo vô cùng tận. Sao? Tướng hảo là hoặc 32 tướng, hoặc 8 vạn 4.000 tướng, hoặc di trần tướng, phước đức vô lượng, thời tướng hảo cũng vô lượng vậy. Xưa ngài Chí Công hiện tướng Quan Âm có 11 mặt. Ông Tăng Do là một nhà họa sĩ khéo nhất đương thời, còn không thể dở ngoài bút vẽ đặng, huống là tướng hảo của Phật ư? Sớ, Phật vô lượng tràng là vì công đức cao dọi, dụ đó như cây tràng phan tột chỗ cao dọi kia, nên gọi là vô lượng. Lại nghĩa vô lượng là rộng nhiều. Sao? Chữ tràng là cây phướng thuộc về cái phan, lại nói thuộc về cây cờ. Sách Sang Định Ký nói tràng có 7 nghĩa, tóm lại còn 5. 1. Nghĩa cao dọi, ví dụ vị Phật là ngôi rất tôn trọng. 2. Nghĩa kiến lập, ví dụ Đức Phật dùng lòng bi trí kiến lập cho chúng sanh với quả Bồ Đề. 3. Nghĩa quy hướng, ví dụ Đức Phật là chỗ tôn ngưỡng của tất cả chúng sanh. 4. Nghĩa bẻ dẹp, vì hành phục tất cả ma quân. 5. Nghĩa hết sợ, như trời Đế Thích bảo các vị thiên chúng rằng các ngươi lúc đánh nhau cùng Tu La, nếu có sợ hãi thì nên niệm tràng thất bảo của ta thời cái điều sợ kia liền diệt. Dụ Đức Phật được pháp vô sở úy, nếu chúng sanh niệm Phật liền khỏi sự sợ sệt. Giới trong năm nghĩa, nay chỉ lấy một nghĩa cao dọi, tức gồm hết các nghĩa kia vậy. Rộng nhiều là cái tràng kia nhiều đến vô lượng, như kinh nói tràng phan bảo cái khắp đầy chốn hư không. Phật lập vô lượng nghĩa màu chỉ bày cho chúng sanh cũng là như vậy. Sớ, Phật đại quang là vì hào quang sáng chói rộng khắp. Sao? Hào quang là chỗ diệu dụng của Đức Phật biến hóa dạy người. Các người trời thân cũng có hào quang, không cần ánh sáng của mặt nhật mặt nguyệt. Nhị thừa là bậc quả nhỏ và nhân địa của Bồ Tát cũng đều có hào quang sáng, nhưng sáng với hào quang của Phật thời nhỏ hơn, vì hào quang của Phật ánh sáng che phủ tất cả nên gọi là đại quang vậy. Sớ, Phật đại minh là vì nói Đức Phật dùng đại trí phá hết những phiền não mê hoặc. Sao? Phá hết những phiền não mê hoặc
là Phật dùng nhất thế trí phá hết kiến hoặc, tư hoặc, dùng đạo chủng trí phá hết trần sa hoặc, dùng nhất thế chủng trí phá hết vô minh hoặc, cũng như mặt trời sáng giữa hư không, không chỗ nào chẳng chiếu, rất là đại minh vậy. Tuy Phật trước tựa hồ như giác tha, còn Đức Phật đây in tuồng chỉ tự giác, nhưng với mỗi ngài chỉ nói một đức, chứ nói nghĩa thật lẫn đủ như trong lời tổng thuyết văn trước đã biên rành. Sớ, Phật bảo tướng là vì tướng tốt lạ lùng như ngọc báo quý trọng. Sao, tướng tốt như ngọc báo là vì Phật có vô lượng tướng tốt, nay chỉ nói một hai tướng mà thôi. Với tướng con mắt như trong kinh nói, Phật có 84.000 con mắt báo thanh tịnh. Với tướng bạch hào như trong kinh nói, long tướng bạch hào như ống lưu ly. Với tướng trước ngực như trong kinh nói, sắc vàng tử kim. Tướng nhục kế như trong kinh nói, ngọc chân thúc ga. Đó là chỗ gọi rằng bảo tướng vậy. Sớ, Phật tịnh quang là vì Đức Phật thanh tịnh phát ra hào quang sáng, lại vì hào quang kia thanh tịnh nên gọi là tịnh quang. Sao, thanh tịnh phát ra hào quang là nếu trí có nhiễm thời không thể phát ra hào quang nhiễm màu. Nay nói đức của Phật thanh tịnh nên mới phóng ra hào quang sáng lớn, ví như cái thế gương thanh tịnh, nó hay soi các hình tượng. Hào quang thanh tịnh kia, vì như lửa đốt ngoài đồng nội cũng có hào quang sáng, nhưng sáng với mặt trời mặt trăng chẳng gọi là tịnh vậy. Sớ, xứng lý thời tự tánh thanh tịnh bất khả tận là nghĩa Tây Phương có hằng sa Phật. Sao? Nghĩa Tây Phương đã thấy giải văn trước. Bởi do tự thể của chơn như nó lặng như hư không, tuyệt điểm thuần thanh, đâu từng có bờ mé, nhưng mãi niệm trần thoạt khởi, Phật diệt độ đã nhiều đời. Tâm trần vừa dứt, cổ Phật liền hiện, Phật tánh bày ra. Hiện tướng biểu chơn, các vị Phật vị nào ở trước ấy đồng hiện ra tướng lưỡi rộng dài phủ khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Phát ngôn khuyến tính, nói lời thành thật, các ông và chúng sanh phải tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thế chư Phật sở hộ niệm này. Bắc phương phân ra làm ba phần: một, liệt danh hiển quảng; hai, hiện tướng biểu chơn; ba, phát ngôn khuyến tính. Liệt danh hiển quảng: này Xá Lợi Phất, thế giới bắc phương có các đức Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật. Như vậy hết thảy hàng hà sa số các vị Phật. Sớ, Phật Diệm Kiên đã thấy giải ở văn trước. Sao, văn trước có chữ đại nhưng nghĩa không hơn kém. Sớ, Phật Tối Thắng Âm là tiếng Đức Phật rất lớn, tất cả các tiếng tâm không tiếng nào bì kịp. Sao, Phật có 8 thứ tiếng: 1, tiếng cực hảo; 2, tiếng nhu nhuyễn nhẫn đến tiếng thứ 8, tiếng không dứt. Nay cứ theo tiếng cực hảo để giải cái nghĩa tối thắng, cũng có thể gồm đủ 8 thứ tiếng, cho nên kêu là Tối Thắng Âm. Thế là tất cả tiếng cõi nhân thiên, tiếng thanh văn, tiếng Bồ Tát không tiếng nào có thể bì kịp vậy. Sớ, Phật Nan Trở là vì đức của Phật bền chắc không thể phá hoại. Sao, chữ trở là tên con sông và một nghĩa nữa là hoại. Vì Phật chứng pháp thân đã đặng thể kim cang bất hoại, không còn các cái dư hoặc là trần sa hoặc, vô minh hoặc, nên dù phiền não nhảy tràn cũng không thể phá hoại, cho nên gọi Nan Trở. Người xưa nói nước Ngô thành ao kia ư, cũng như nói không thể thành ao vậy. Lại nghĩa chữ trở thông dụng với chữ trở là ngăn dứt. Sớ, Phật Nhật Sanh là hào quang khi hiện ra, cũng như mặt trời mới vừa mọc, là nói gồm hai việc lợi. Sao, hai việc lợi là: một, tự lợi, nghĩa là tánh bản giác Phật của chúng sanh vùi lấp trong tánh vô minh, cũng như giữa đêm khuya ánh sáng mặt trời không hiện, chừng phá vọng hoặc bài trí chơn thời tánh thị giác Phật mới tỏ chiếu, ví như mặt trời mọc phương đông vậy. Hai, lợi tha. Kinh Hoa Nghiêm quyển 23 nói: ví như ông Nhật Thiên Tử cũng là mặt trời mà nói bằng tên khác,
chẳng vì cớ thằng mù không thấy mà ẩn không hiện mọc. Chẳng vì cớ thành càng thác bà án, tay thần Atula che, cây diêm phù đề che khuất, cùng là gột cao, hang thẳm, bụi mù, khói mây, vân vân. Các vật phủ che ẩn mà không hiện, chẳng vì cớ thời tiết đổi dời ẩn mà không hiện. Dụ như Phật mới thành ngôi chánh giác thuyết pháp lợi đời, hào quang trí huệ khắp soi, cũng như mặt trời mọc phương đông vậy. Sớ, Phật giống minh là vì trí như lưới báo khắp soi tất cả chúng sanh. Sao, chữ giống tức là cái lưới nghìn hột châu của trời Phạm Thiên. Ánh tia của ngàn hột châu đều chiếu nhau, sáng lạng rỗng suốt như trí của Phật phủ khắp cả chúng sanh, không chỗ nào mà chẳng chiếu. Lại mỗi pháp môn lẫn nhau, dung suốt vì giác ngộ cho kẻ quần mê. Sớ, xứng lý thời tự tánh hàm nhiếp bất khả tận là nghĩa, bát phương có hàng xa các vị Phật. Sao, bát phương nhâm quý thủy thuộc về mùa đông, đông là chủ về việc thâu chứa, đông là mùa rốt sao của vạn vật trưởng thành, mà cũng là đầu tiên của vạn vật sanh thành vậy. Thế nay trăm nghìn pháp môn cũng đồng về trong vuông tất tự tánh, không ngàn đức dụng đều ở trong nguồn tâm. Tìm đó thời không tướng không hình, buông đó cũng vô cùng vô tận. Xưa nay sẵn đủ, chẳng cần tìm đâu. Thế cho nên trong tâm của chúng sanh tức là Như Lai tạng tánh. Hiện tướng biểu chơn, các vị Phật ngày nào tự ở nước nấy hiện ra tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cả cõi tam thiên đại thiên thế giới. Phát ngôn khuyến tín, nói lời thành thật, các ông và chúng sanh phải tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thế chư Phật sở hộ niệm này. Hạ phương phân ra làm ba phần: một, liệt danh hiển quảng; hai, hiện tướng biểu chơn; ba, phát ngôn khuyến tín. Liệt danh hiển quảng: này Xá Lợi Phất, thế giới hạ phương có các đức sư tử Phật, danh văn Phật, danh quan Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật. Như vậy hết thảy hàng hà sa số các vị Phật. Sớ, sư tử Phật là dụ như con sư tử dẹp các thú vậy. Sao, sư tử có hai nghĩa: một, sư tử là chúa trong các loài thú dạo đi không sợ, dụ như Đức Phật là bậc độc tôn trong sáu cõi phàm, bốn cõi thánh, ra vào trong ba cõi tự tại không ngăn ngại. Hai, sư tử rống lên một tiếng thời trăm thú đều ghê sợ, dụ như Phật thuyết pháp thời chúng thiên ma, bọn ngoại đạo thảy đều tín phục. Lại Phật không có năm món sợ và đủ bốn món vô úy, đều là nghĩa sư tử. Sớ, danh văn Phật giải nghĩa đồng như trước. Sao, văn trước danh văn quan, văn đây thiếu chữ quan, bởi do danh văn là đức, quan là dụ. Tuy Phật đây không dụ như kia, nhưng mà không khác với đức của Phật kia. Sớ, danh quan Phật là cái danh của Phật như mặt nhật sáng, không chỗ nào mà chẳng khắp, cũng có thể xưng luôn, do vì cái danh tỏ rạng thời ánh sáng chói xa. Sao, nghĩa chữ quan đồng như văn trước. Danh tỏ rạng là như Phật A Di Đà, cái danh khen đồn khắp mười phương ba đời, không đời nào chẳng chiêm bái và tưởng niệm. Ánh sáng chói xa là như Phật A Di Đà, hào quang khắp soi mười phương ba đời, không chỗ nào ngăn che được. Sớ, đạt ma dịch là pháp, cũng gồm hai lời. Sao, chữ pháp là nghĩa phép tắc giữ gìn, dùng phép tắc giữ gìn đức của mình, dùng phép tắc giữ gìn thân chúng sanh, đều chứng đặng pháp thân. Sớ, pháp tràng là vì chữ pháp là phép tắc, dụ như cái tràng, cây cờ nêu cao. Sao, phép tắc như tràng là Phật pháp cao dọi, người trời thấy đó tôn trọng, tà ngoại trong đó kính phục, thời rõ như văn trước nghĩa vô lượng tràng. Sớ, trì pháp có hai nghĩa: một, giữ nghĩa trung đạo gọi là trì; hai, giữ gìn pháp niệm cũng gọi là trì. Sao, giữ trung đạo là không xa về bên có, chẳng mắc về bên không, vì khéo giữ phép màu của trung đạo. Giữ gìn là vì giữ phép màu đây khắp truyền ba đời không cho dứt mất. Sớ,
xứng lý thời tự tánh lượng đó càng sâu không thể tột, ấy là nghĩa hạ phương có hằng hà sa các vị Phật. Sao? Với việc lấy bình bát, Đức Văn Thù thòng cánh tay bên hữu đưa xa xuống khỏi cõi hạ phương 42 hằng hà sa thế giới. Nay kinh này lại nói, khỏi cõi hạ phương bất khả thuyết hằng hà sa thế giới, mà tìm trong tự tánh ví như cầm sào thọc biển, muốn tột đáy kia rốt cuộc không thể được. Hiện tướng biểu chân. Các vị Phật, ngày nào ở nước nấy hiện ra tướng lưỡi rộng dài khắp trùng cả cõi tam thiên đại thiên thế giới. Phát ngôn khuyến tính, nói lời thành thật, các ông và chúng sanh phải tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thế chư Phật sở hộ niệm này. Thượng phương phân ra làm ba phần: một, liệt danh hiển quảng; hai, hiện tướng biểu chơn; ba, pháp ngôn khuyến tính. Liệt danh hiển quảng. Này Xá Lợi Phất, thế giới thượng phương có Đức Phạm Âm Phật, Tú Dương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Dương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật. Như vậy hết thảy hàng hà sa số chư Phật. Sớ, Phạm Âm Phật là vì tiếng của Phật thanh tịnh không tạp nhiễm. Sao? Không tạp nhiễm là như Phật Ngài thuyết pháp cho các thừa kia, tam thừa đều còn là tạp nhiễm vì pháp chưa được cứu cánh thanh tịnh. Nay Phật chỉ dùng một pháp nhất thừa dạy bảo các chúng sanh, gọi bằng thuần nhất bất tạp, hoàn toàn cái thể thật tướng thanh bạch, phạm hạnh. Cho nên nói là Phạm Âm Phật, Phạm Âm tiếng trong sạch. Sớ, Tú Dương Phật là một nghĩa rằng mặt trăng là Tú Dương, sao Chúa. Một nghĩa nữa chính là ngôi sao lớn nhất giữa các ngôi sao, ví như ngôi sao Bắc Thần, hai nghĩa đều đặn. Sao, mặt trăng là ngôi sao Chúa, chỗ gọi rằng muôn ngôi sao chung sáng, chẳng bằng một ánh chiếu của mặt trăng, mà trăng thời phi đồng loại với sao. Dụ rằng Phật là bậc đại giác, mà giác thời chẳng phải đồng loại với mê, vì hơn tất cả các loài, bởi mọi loài còn mê, cho đến các thánh, Bồ Tát cũng chưa cứu cánh giác. Chính là ngôi sao Chúa giữa các ngôi sao là sách luận ngữ nói, ví như ngôi sao Bắc Thần ở tại chỗ nào thời các ngôi sao kia đến chầu theo đó. Rằng dù Bắc Thần cũng loài sao, nhưng siêu hơn đồng loại để dụ rằng Phật tức cũng chúng sanh mà sáng suốt cao thâm hơn chúng sanh, lại làm chỗ để cho chúng sanh quy y, vì lẽ được giác ngộ giải thoát. Hai nghĩa đều đặn là: một, do ngôi sao với mặt trăng đối nhau, vì ánh sáng hơn nên xưng là Dương, Chúa. Hai, chính trong các ngôi sao, riêng một ngôi sao này, Bắc Thần, là hơn hết nên xưng là Dương, sao Chúa. Nay nói, Phật ở trong vị loại thì tự tại hơn, cũng như làm Chúa trong vị loại, vì đã giác ngộ hơn mọi loài. Phật ở trong đồng loại và các thánh đã giác ngộ cũng làm pháp Dương như Chúa trong đồng loại, vì vô thượng cứu cánh giác, cho nên hai nghĩa đều dùng đặn là như thế. Sớ, Hương Thượng Phật. Vì Phật là bậc thánh sư giữa các hàng thánh, như thứ hương thơm nhất giữa các loài hương thơm, vì trên hết cả không bậc nào sánh kịp. Sao, hương bậc nhất trong các loại hương là như hương chiên đàn. Hương này nặng chừng 6 thù, 14 giá, đáng bằng 3000 đại thiên thế giới. Lại nói, hương này một phen đốt lên, ngoài 40 dặm không người nào chẳng nghe mùi thơm của nó, ấy là hương rất trên hết vậy. Đức Phật chứng đặn hương ngũ phần pháp thân. Hương này khắp sông tới vô lượng thế giới, tất cả hương của trời, người, thần, Atula, kẻ ngoại đạo, bậc nhị thừa, không thể bì kịp, nên nói là hương thượng Phật. Sớ, hương quang Phật là hương kia phát ánh sáng như đoạn và trí hai đức vậy. Sao, đoạn đức là mùi hương thơm có thể trừ được mùi hôi hám, có nghĩa diệt uế, các mùi hôi sạch hết, gọi đó là hương. Trí đức là ánh sáng hay phá được các tối, có nghĩa trí huệ, tỏ sáng rộng soi, gọi đó là quang. Lại mùi hương thường chỉ thơm nội lỗ mũi thôi, trong hương phát ra ánh sáng thơm tới con mắt nữa.
Dụ như hàng thanh văn chỉ hay diệt được điều ác, có thể mà không dụng. Phật diệt được tất cả ác nên hay đủ tất cả việc lành. Đoạn và trí đều cụ túc như hương đã thơm mà lại phát ra ánh sáng nữa vậy. Sớ đại diệm kiên Phật là giải nghĩa đồng như văn trước. Sao? Tên diệm kiên Phật thường có nêu ra chính do vì Đức Phật này đồng danh trùng hiệu tới vô lượng vô biên. Sớ tạp sắc bảo hoa nghiêm thân Phật là vì nhân tu đủ nhiều hạnh tốt như hoa đẹp để kết quả làm trang nghiêm pháp thân thanh tịnh. Sao muôn hạnh trang nghiêm là bậc nhị thừa tuy chứng đạt pháp thân, nhưng nếu không tu muôn hạnh gọi là pháp thân suông. Còn Phật xưng là bậc nhất thế chủng trí là đã cần tu pháp tứ đẳng, pháp lục độ, món món hạnh môn, không môn nào chẳng nhóm đủ, chứa công dồn đức để giúp rõ pháp thân như muôn món quý báu để trang nghiêm sắc thân. Do vì pháp thân sẵn đủ hàng sa tánh lành đức tốt. Sớ Ta La Thọ Vương Phật là Ta La, dịch là kiên cố, cũng dịch tối thắng, vì đức của Phật không dời đổi, là bậc độc tôn giữa ba cõi dụ như cây thọ vương vậy. Sao kiên cố là cây này gặp năm lạnh không úa tàn, búa rìu không hại nổi, có nghĩa kiên cố. Như Phật chứng pháp thân, tâm mê hoặc không thể lay, hoàn cảnh không thể động. Tối thắng là cây nào cao lớn, tất cả rừng cây không thể sánh kịp. Như Phật vượt khỏi ngoài ba cõi, là bậc độc tôn giữa các thánh. Đủ hai đức này, tối thắng và kiên cố, gọi là cây thọ vương vậy. Sớ, bảo hoa Đức Phật là vì đức của Phật như hoa báo. Sao, văn trước nói nghiêm thân Phật vì chữ nghiêm có nghĩa là nhân hoa. Văn đây nói bảo hoa Phật, ý lấy hoa đẹp dụ đức tốt, nghĩa là Phật đủ muôn đức, quý trọng xinh tốt, cũng như hoa đẹp rất quý báu vậy. Một thuyết khác nói, Phật có bốn đức thường lạc ngã tịnh, đức chân thường như hoa bằng chất báu vì không tàn rụng. Đức chân lạc như hoa rất quý báu vì đẹp ý người. Đức chân ngã như hoa báu vì không đối đãi với hoa ngoài. Đức chân tịnh như hoa báu vì thể nó ngời sạch, giàu có muôn đức, quý trọng xinh tốt. Khá so đó để biết vậy. Sớ, kiến nhất thiết nghĩa Phật là vì đối tất cả nghĩa của các pháp, không nghĩa nào mà Phật chẳng biết. Sao? Tất cả các pháp thế gian và pháp xuất thế gian, các pháp vô lượng thời nghĩa cũng vô lượng. Có người biết nghĩa gần mà không biết nghĩa xa, có người biết nghĩa lệch mà không biết nghĩa tròn, có người biết nghĩa chung mà không biết nghĩa riêng, có người biết nghĩa thiệt mà không biết nghĩa quyền. Còn Phật thì không có nghĩa nào mà Ngài chẳng thấy chẳng biết. Như ông Thái tử Tất Đạt Đa tên là Nhất Thế Nghĩa Thành, tức là ý đây vậy. Sớ, như Tu Di Sơn Phật là vì núi Tu Di là chúa các núi. Đức của Phật vượt hẳn lên trên các thánh tam thừa như núi Tu Di kia. Sao, văn trước nói Phật Tu Di tướng, quyết chỉ về tướng hảo. Văn đây không chỉ tướng là gì chuyên theo đức mà nói, hiệp lại cả muôn đức để tổ thành như núi Tu Di, kết tinh bằng các thứ báo hiệp thành nên gọi là diệu. Phật ở trong thiên hạ mà tự tại độc lập như núi Tu Di cao lên trên hết, gọi là cao. Núi Tu Di là chúa trong các núi, cũng như Đức Như Lai là pháp vương trong ba cõi, nghĩa ấy cũng đồng như một. Sớ, xứng lý thời tự tánh ngước đó càng cao, chẳng khá tột, là nghĩa thượng phương có hàng xa các vị Phật. Sao, đối với các đạo của Khổng Phu Tử, thầy Nhan Uyên tán thán rằng, ngước đó càng cao, nay muốn dùng để dụ cái tâm linh vượt khỏi. Thể bạc dướng dinh, ngước đó càng gần, cao đó càng lắm. Ngày xưa ông Tịnh Danh qua khỏi thế giới thượng phương, cách với Ta Bà 42 hàng xa thế giới, để lấy cơm thơm đem về làm Phật sự. Nay kinh này nói lại còn qua khỏi thế giới thượng phương, bất khả thuyết hàng xa thế giới mà tìm nơi tự tánh, ví như nối tre thọc trời, muốn tột trên đảnh kia rốt cuộc chẳng thể được. Hiện tướng biểu chơn, các vị Phật ngày nào ở nước nấy hiện ra tướng lưỡi dài rộng khắp trùm cả cõi tam thiên đại thiên thế giới.
phát ngôn khuyến tín, nói lời thành thật, các ông và chúng sanh phải tinh kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thế chư Phật sở hộ niệm này. Sớ, những trên sáu phương Phật mà sở dĩ tán thán và hộ niệm đó cũng là do vì sức bản nguyện Phật A-di-đà. Sao? Bản nguyện là kinh Đại Bổn, Ngài Pháp Tạng nguyện rằng khi ta thành Phật, danh đồn khắp cả mười phương vô ương số thế giới. Các Phật mỗi ngày đều ở trong đại chúng khen công đức ta với cùng cõi nước, vân vân. Nên nay, Ngài thành Phật được y như lời sở nguyện kia. Sớ, có người chấp kinh Lăng Nghiêm nói, pháp nhĩ căn của Đức Quán Âm hợp với giáo thể phương này, còn pháp niệm Phật của Đức Thế Chí chẳng dự giờ bậc viên thông. Vì sao ngày nay khắp xa gần đều dạy pháp niệm Phật? Do đấy mà nghi, chính bởi không hiểu sáu phương Phật đồng khen pháp môn niệm Phật. Sao? Người nghi cho rằng pháp môn niệm Phật đã chẳng hợp với cơ người phương này, lại chẳng dự giờ hội chọn lựa viên thông, đã ở cõi này hà tất niệm Phật làm chi? Nay xem sáu phương các đức Phật đều khen kinh này, còn pháp niệm Phật thời hợp cả các căn cơ trong mười phương thế giới vậy. Kinh Đại Bổn nói, mười phương chúng sanh hễ xưng danh hiệu ta, ác sanh về nước ta, phải vậy. Pháp nhĩ căn là riêng hợp với trình độ nhân loại mà thôi, còn pháp niệm Phật thời đều hợp cơ cả sáu đường chúng sanh. Kinh Đại Bổn nói, địa ngục, quỷ, súc sinh cũng sanh về trong cõi của ta, thật thế. Thế thời pháp nhĩ căn chẳng gồm pháp niệm Phật, mà pháp niệm Phật hay gồm pháp nhĩ căn. Cho nên pháp nhĩ căn đây chỉ phương này một Đức Thích Ca Như Lai khen mà thôi. Còn pháp niệm Phật kia, cả mười phương hàng xa các Đức Như Lai đều khen ngợi. Nay theo lời khen phần nhiều cớ vậy. Và nay khắp cả trong thiên hạ kẻ tăng, người tục, kẻ nam, người nữ, tự nhiên niệm Phật như văn trước đã nói. Thế thời pháp niệm Phật hợp cơ rất nhiều, lại còn nghi chi nữa? Thử lập lời dụ. Như trong nước ta đây có trăm nghìn ấp mà kẻ sĩ tử ở trong đó phân nhau để tập học ngũ kinh. Hoặc có một ấp kẻ sĩ phần nhiều tập đọc kinh thi. Hoặc có một ấp kẻ sĩ phần nhiều học kinh lễ. Nhưng mà hiệp hội các kinh ngũ kinh, so chung cả nước thời sự tập học nhiều hơn hết là không chia hơn kinh dịch. Nay pháp nhĩ căn đây ví như kinh thi, kinh lễ, còn pháp niệm Phật đây ví như châu dịch vậy. Sớ, hỏi, đã sáu phương các đức Phật đồng khâm khen cõi Tây Phương, vì lẽ gì Đức Lục Tổ chẳng tùy theo các đức Phật để khâm khen, trái lại tuồn như chê rằng không có, các cớ ấy tại đâu? Đáp, đây có bốn ý. Một, vì chỗ lập môn chẳng đồng. Hai, vì tuồn như chê nhưng thiệt ra là khen. Ba, chẳng vì kẻ sơ cơ. Bốn, vì người biên chế có sai lầm. Sao? Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói, người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh phương Tây, người phương Tây tạo tội niệm Phật cầu sanh về nước nào? Lại nói, người ngu nguyện Đông, nguyện Tây, người đời sau chấp theo đây rồi sanh nghi ngờ Lục Tổ nói không có cõi Tây Phương, cho nên làm lời biện đây. Một, câu ban đầu, vì chỗ lập môn chẳng đồng, lại có hai nghĩa. Một là giả cứ sự lý hai môn, lời Đức Lục Tổ nói là muôn dùng lý đoạt sự, nghĩa là chỉ dùng lý tánh. Còn về môn dùng sự đoạt lý thì thời trong các pháp môn Phật sự không bỏ một pháp nào. Vì chỉ dùng sự hơn lý thì đâu đặng bác bỏ đi mà cho rằng không có cõi tịnh độ. Hai là đời Tấn, đời Tống sắp về sau, người tu Phật đều đua nhau lấy việc thiền định quán tưởng làm cao thượng hơn, làm cho ý trực chỉ đơn truyền gần đến mờ lấp. Bây giờ Tổ Đạt Ma mới xướng ra cái lý đoạt sự ấy, các tổ kế tiếp chấn hưng thêm, chỉ muốn đạo lý ấy trực chỉ thiền, phóng đại quang minh ra, mà đạo lý ấy không phân biệt có Phật có chúng sanh gì cả, nghĩa là chỉ một lý tánh mà thôi. Nay pháp môn Tây Phương đây chính là vì mở bày cho chúng sanh thú hướng về Phật. Đạo lý ấy tâm và cảnh đều tịch tịnh. Nay pháp môn Tây Phương đây chính là vì lấy nước Phật làm cảnh, phát tâm cầu sanh.
Thế tuy lý không hai nẻo, nhưng các môn đình thi thiết chẳng đồng. Vì theo thời, theo cơ, phép nó sẽ phải vậy. Giả sử mới vừa mở pháp trực chỉ lại tiếp khen pháp Tây Phương, thời ý trực chỉ rốt cuộc không do đâu tỏ đặng. Cho nên biết rằng Đức Lục Tổ bên Thiền Tông cùng với các tổ bên pháp môn Tịnh Độ, dù rằng lập môn có khác, chứ nếu đổi lại thì cũng đồng nhau, gọi bằng dịch địa giai thiên. 2. Tuần như chê thiệt ra khen. Đức Lục Tổ ngài nói cái thuyết Đông Tây chỉ là để khuyên người cốt yếu phải thiệt tâm làm lành là hơn, đừng nguyện suông vô ích. Chứ nào ngài nói không Tây Phương? Dụ như Đức Khổng Tử sanh ở nước Đông Lỗ, người nước Tề làm ác, trong đó có kẻ ngưỡng mộ Đức Khổng Tử nên kẻ ấy cầu tản cư qua nước Lỗ. Còn như người nước Lỗ làm ác, trong đó có kẻ mộ Đức Khổng Tử thì cầu tản cư qua nước nào? Số là nói, hễ làm lành là thiệt học với Đức Khổng Tử, chứ nào từng nói không nước Đông Lỗ. Lời Đức Lục Tổ nói đó, lý đó, chính như trong kinh này nói, ác dùng đa thiện căn mới đặng sanh về nước kia. Thế thời đâu đặng nói rằng ngài chê. 3. Chẳng vì kẻ sơ cơ, là Đức Lục Tổ ngài nói, giới định huệ của ta chỉ tiếp người bậc tối thượng thừa. Mà nay kẻ sơ tâm hạ phàm, chỉ tự hào có chút mãi thế trí, trí thế gian, đã coi rẻ pháp Tây Phương, quấy bàn lý Bát Nhã, chẳng những vô ích mà lại hại thêm. Cho nên quyển Pháp Bửu Đàn Kinh dè chớ đưa cho kẻ sơ cơ xem đọc. Nếu trao cho người không phải căn trí đại thừa, thời họ liền lạc vào loài cuồng ma, thiệt đáng thương tiếc. 4. Biên chép có sai lầm là trong Đàn Kinh lại nói Tây Phương cách đây 10 muôn 8.000 dặm, thiệt là nhận lầm lấy cõi Ngũ Thiên Trúc đồng cho là nước Cực Lạc vậy. Ngũ Thiên Trúc với nước Chấn Đán Tàu đồng là cõi Ta Bà Uế Độ, nào cần phân biệt nguyện Đông nguyện Tây? Mà nước Cực Lạc tự cách xa Ta Bà đây đến 10 muôn ức cõi Phật. Số là với bổn Đàn Kinh đều là người hậu học biên chép, đâu giữ khỏi sai lầm. Chẳng thế thời Tổ ngài mượn cõi Tây Vức để dụ cõi Tây Phương kia vậy thôi. Người xưa nói tận tính thơ bất như vô thơ, là ý đây vậy. Mỗi việc gì cũng đều tin theo sách cả thì đừng có sách còn hơn, là cái bệnh cũng như đây vậy. Huống chi với cõi Tây Phương, nghìn Phật đồng khen, nay lại nghi lời nghìn Phật mà tin lời của một vị Tổ. Ôi, với lời Phật còn không đủ tin, huống nữa là lời của Tổ ư? Vậy ai là người minh trí, hãy vì người đời giải quyết dùm tâm nghi, để cho họ phát khởi tâm chánh tín. Nơi nơi chỗ chỗ tùy ở đến đâu cũng rộng ra khen ngợi khắp truyền tới đó, tức là thay thế cho các đức Phật ra tướng lưỡi rộng dài, tức là trả ơn sâu cho Phật. Bằng ai trái cãi lời Phật, cố làm lời ma thuyết, thời mắc tội ngay, đâu thể nói cho hết. Nay dùng một lời dụ cho rõ, như ở đây có người mỗi ngày nói ra một dạng lời để chê bai một dạng vị Phật, như thế chưa đủ 1.000 năm, người ấy tội nghiệp thiệt vô lượng vô biên. Lại có người nói ra một lời ác bác rằng không cõi Tịnh Độ, cản trở người niệm Phật, người đây tội nghiệp quá hơn người trước gấp trăm gấp ngàn hàng vạn phần hơn, nhẫn đến không còn số tính. Vì sao thế? Bởi di trần chư Phật đều tán thán cõi Tây Phương, chỉ muốn cho mỗi người đều thành Phật. Nay riêng một mình người ấy sanh tâm phỉ báng, tức là phỉ báng tất cả di trần các đức Như Lai, hãm hại cho tất cả chúng sanh thường chìm trong bể khổ chẳng đặng thành Phật, cho nên mắc tội mới nặng như thế. Rất phải cẩn thận lời nói cho lắm. Sớ, xứng lý thời tự tánh khắp soi là nghĩa sáu phương Phật đồng khen. Sao, ánh linh thiêng tự sáng xa tuyệt chính giữa và hai bên, Phật chiếu không riêng, nào phân đây đó, cho nên đặng một không ngại với nhiều. Chủ bạn lẫn thành không ngại thời ngàn sai, tuy cách mà chẳng khác nhau, lẫn thành thời muôn pháp chẳng hẹn mà tự hợp hội. Thế thời sáu phương chẳng lìa nơi gan tấc, tâm niệm, các đức Phật đều hiện trong đầu mảy lông.
thế thời nay kinh này đây sẽ ở chỗ nào? Thích kinh Ưng Tán phân ra làm hai phần: một, trưng danh, gạn danh đề; hai, thích nghĩa, giải thích nghĩa. Trưng danh: này Xá Lợi Phất, trong ý ông nghĩ sao, cớ gì tên là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm? Sớ, có tên ác có nghĩa, nay tỏ bài nghĩa đó mới đáng vâng làm, không chỗ nghi vậy. Sao, đề mục 16 chữ nay chỉ gạn 8 chữ sau là do 4 chữ bất khả tư nghị. Phật Thích Ca ngài khen, nghĩa kia đã rõ. Phật phương khác khen, thêm 8 chữ này nên gạn nghĩa đó. Thế nào là Phật hộ và Phật niệm bằng cách nào? Bởi vì văn trước dạy phải tin kinh này. Văn đây rằng, với nghĩa đã rõ rồi, vậy sao mới tin chắc được? Thích nghĩa phân ra làm 3 phần: một, văn trì, nghe rồi giữ; hai, lợi ích, được lợi ích; ba, miễn tính, gắng sức tin. Văn trì: này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này và nghe danh hiệu các đức Phật rồi, đều phải thụ trì. Sớ, nghe kinh này là lặp lại văn trước nói y chánh tín nguyện và trì danh được giảng sanh, vân vân. Người nghe thọ trì tức văn trước nói pháp tam huệ và pháp tam tư lương, cớ vậy. Sao, nghe đức văn huệ, thọ tức tư huệ, trì tức tu huệ, văn tức nghĩa tính, thọ tức nghĩa nguyện, trì tức nghĩa hành, rõ thấy văn trước đã giải. Sớ, nghe danh hiệu chư Phật tức là lặp lại trên, nghe danh hiệu chư Phật ở sáu phương. Vì nghe kinh đã thọ trì thì nghe danh hiệu Phật cũng phải thọ trì. Sao? Hỏi, kinh này nghe danh hiệu Phật A-di-đà làm cái nhân giảng sanh cũng đủ rồi, nào lại gồm nghe danh hiệu chư Phật làm chi nữa? Đáp, công đức của Phật A-di-đà được hàng xa chư Phật đồng khen. Thời nghe danh hiệu chư Phật, biết chư Phật khen mới tính thọ kinh này càng thêm thân thiết, cho nên điều nêu vậy. Kinh Hoa Nghiêm quyển thứ 6 bài Văn Hồi Hướng nói: lại ở chỗ Phật, được nghe danh hiệu Phật, càng thêm gặp gỡ vô số chư Phật, tức là ý nghe kinh này và nghe danh hiệu của chư Phật vậy. Sớ, kinh Đại Bổn nói, có nhiều vị Bồ Tát muốn nghe kinh này mà không được nghe. Lại trong kinh nói, thà ở dưới địa ngục mà được nghe danh hiệu Phật, thời biết nghe kinh này và nghe danh hiệu chư Phật rất chẳng phải là sự dễ. Sao? Vị Bồ Tát muốn nghe mà chẳng được nghe, thời với bậc nhị thừa kẻ phàm phu ta khá biết vậy. Lời đệ kinh Đại Bổn, nếu đời trước chẳng tu phước huệ, thời đối với chánh pháp đây không đặng nghe. Đã từng dâng thờ các đức Như Lai nên mới có nhân duyên được nghe nghĩa kinh này. Ở dưới địa ngục được nghe danh hiệu Phật là kinh Hoa Nghiêm lời kệ nói: thà chịu khổ trong địa ngục mà được nghe danh hiệu chư Phật, chớ chẳng muốn sanh vào cõi trời mà chẳng đặng nghe danh hiệu Phật. Nên biết kinh này với danh hiệu Phật chẳng dễ gì nghe vậy. Nay được nghe đó, khá chẳng tinh thọ hay sao? Sớ, xứng lý thời tự tánh tự giữ lấy kiểu mẫu là nghĩa nghe kinh này. Tự tánh tự giác bổn Phật, thỉ Phật là nghĩa nghe danh hiệu chư Phật. Sao, tự tánh tự giữ gìn lấy quy tắc của nó thời đức tôn giả tu Bồ Đề, không thuyết pháp, ta, Đế Thích cũng không nghe. Thế thiệt là lý bát nhã. Tự tánh tự giác chiếu lấy bốn thỉ của nó thời không danh, không tự, không thể, không tướng, thế gọi là Như Lai. Vậy thời với pháp màu khó tin giữa thế gian đây, dù không nghe mà được đành rành tỏ rõ. Với hồng danh của hàng xa chư Phật bạc thinh mà vẫn ầm ầm bên tai. Nên nói, với những kinh chưa nghe, tin đó không nghi, vâng lời chư Phật không thể bỏ qua vậy. Lợi ích, các thiện nam tử, thiện nữ nhân đều được tất cả các đức Phật đồng hộ niệm, đều đặng bậc bất thối chuyển, nơi quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sớ, vì chư Phật hộ niệm nên đặng bậc bất thối chuyển Bồ Đề. Nghĩa bất thối đã thấy giải văn trước. Sao? Văn trước gạn hỏi, thế nào là hộ niệm?
văn đây chỉ ra căn do ấy. Ý nghĩa là người nào thủ trì kinh này và được nghe danh hiệu chư Phật, thời được chư Phật hộ niệm cho, khiến không thối tâm. Lại bản kinh của nhà Đường dịch nói: ác được mười phương mười số căn già hà sa các đức Phật đồng nhau thâu nhận, thời chẳng phải chẳng những sáu phương mà cũng chẳng những một số hàng sa mà thôi. Sớ chữ A dịch vô, Nậu Đa La dịch thượng, Tam Miệu dịch chánh đẳng, Tam Bồ Đề dịch chánh giác, tức là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là bậc đã giác ngộ chân chánh bình đẳng, không còn bậc nào hơn nữa. Sao với quả vị cứu cánh cực điểm gọi là vô thượng, vì đối với bậc hạ nên nói không còn bậc nào cao hơn nữa. Chính xét được chân lý chắc thật nên gọi là chánh, vì đối với tà xem xét tục đế bằng tâm bình đẳng nên gọi là đẳng, cũng gọi là biến mãn, vì không thiên lệch, không phân biệt giai cấp. Chữ giác là sáng tỏ trong tâm mình. Chánh giác là gồm hai nghĩa vô thượng và chánh đẳng. Nói chữ giác đây là bậc chánh giác vô thượng chánh đẳng vậy. Bởi loài xuẩn động hàm linh đều có tánh Phật, thời quả Bồ Đề đây. Phật cùng chúng sanh xưa nay không hai, nhưng bị vô minh là nghiệp chướng che phủ mới thành mê vọng chấp trước phân biệt ngã nhân. Đó là tà giác, chẳng kêu là chánh. Tất cả lục phàm đều như thế. Hàng thanh văn bích chi chỉ phá được kiến hoặc tư hoặc, tuy cũng đặng đạo quả Bồ Đề, nhưng đạo kia chưa được trung chánh vì chỉ tự giác, ấy là thiện giác, không kêu là đẳng. Tất cả Bồ Tát đã hết trần sa hoặc, nhưng chưa hết vô minh hoặc. Tuy đặng bậc chánh đẳng Bồ Đề, nhưng đối với bậc Phật còn kém xa, không gọi là vô thượng. Duy một mình Phật vọng hết giác mãn như mặt trăng đêm rằm, không còn có bậc giác nào hơn nữa nên gọi là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Nay chỉ trì danh hiệu Phật, nhờ Phật hộ niệm, đối với bậc giác như thế tức đặng bất thối chuyển, nghĩa là thẳng đến đạo tràng, trọn không còn đọa trong ba cõi, và lưng chừng nơi quá thành, quyết định thành Phật. Kinh Đại Bổn Ngài Pháp Tạng nguyện rằng: nghe danh hiệu ta rồi, với quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà có thối chuyển ấy, thời ta không thủ ngôi chánh giác. Lại nói, do gì đối với pháp đây không chịu nghe, nên có một ức Bồ Tát thối chuyển nơi quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sớ văn trước nói A Bệ Bạc Trí, chính là văn đây nói nghĩa bất thối Bồ Đề vậy. Nhưng trước khi giảng sanh và sau giảng sanh, ý có hơi sai khác. Sao A Bệ Bạc Trí mà nói rằng bất thối đó, chính là nói đối với quả vô thượng Bồ Đề không thối chuyển vậy. Song văn trước nói người sanh nước kia đều đặng bậc bất thối, văn đây nói nghe kinh này và nghe danh hiệu Phật, thế đều đặng bậc bất thối. Thời chẳng đợi sanh về nước kia mà trước khi chưa sanh về, tức đã đặng thành tựu thiện căn Bồ Đề không thể hư hoại, huống lại sanh về kia rồi mà có thối chuyển hay sao? Lại có hai nghĩa: một, hiện thời không thối như trên đã nói; hai, dầu người kia ít tuổi thọ, nhiều nghiệp chướng, chẳng đặng giảng sanh, nhưng nhờ sức chấp trì của mình đây và sức Phật hộ niệm, ác qua đời sau với thiện căn Bồ Đề cũng chẳng tan mất, rốt ráo đặng sanh về cõi Phật kia. Người xưa nói, đời nay đã gieo các hột giống bát nhã này, dầu nay chưa tỏ ngộ, nhưng qua đời sau vừa ló đầu ra, mặc dù ở trong tánh bát nhã sẵn sàng thọ dụng, chính là nghĩa đây vậy. Sớ, xứng lý thời tự tánh thường giác là nghĩa bất thối Bồ Đề. Sao, tánh khôn thiên riêng chiếu, rỡ rỡ thường tri, không giảm không tăng, không đắc không thất. Bồ Đề tức ta, ta tức Bồ Đề, tấn còn không có làm gì có thối. Miễn tính phân ra làm ba phần: một, nhân văn tính thọ, nhân nghe tinh chịu; hai, tùy nguyện đắc sanh, theo nguyện sanh về; ba, tổng kết tính nguyện, gồm kết nguyện tinh. Nhân văn tính thọ: thế cho nên, này Xá Lợi Phất, các ông đều phải tinh chịu lời của ta và lời nói của chư Phật. Sớ,
đều phải tinh thọ. Ấy là lời khuyên lần thứ ba. Có người phân cho đoạn văn đây thuộc về phần lưu thông, nhưng nay cũng để thuộc về phần chánh tông, vì do nương văn trên chính khuyên người tính thọ khiến đặng giảng sanh. Hai văn trước đều khuyên phát nguyện, văn đây lại khuyên tính thọ. Sao? Khuyên lần thứ ba là văn trên nói, nghe lời nói ta đây, chỉ phải trì danh thời đặng sanh, nhưng chưa rõ thối hay là không thối. Văn đây nói, chẳng những đặng giảng sanh mà với quả vô thượng bồ đề ắt hằng không thối chuyển. Như thế thời nguyện càng thêm thiết, cho nên nói ba lần khuyên chưa thuộc phần lưu thông là do tín nguyện giảng sanh là can yếu trong bộ kinh này. Văn sau trùng trùng khuyến tín, khuyến nguyện phân thuộc phần chánh tông đối với nghĩa là đúng. Các ông là chính chỉ ông thân tử nhận đến đại chúng hiện tiền và gồm tất cả các chúng sanh đời vị lai, vân vân. Bởi vì với một vị Phật ngài nói đã tin chắc, huống chi chư Phật đồng khen, lại còn nghi chi? Tính hạnh nguyện ba món không đặng thiếu một, cho nên văn trước khuyến nguyện, văn đây lại khuyến tính. Lại khuyến là gì? Văn trước trong văn sáu phương Phật đã khuyên phải tin kinh này, văn đây lại nói rằng phải tin lời ta. Bởi vì không nguyện là do trong tâm không tin, không tin thời không do đâu khởi hạnh tu. Cho nên đối với trong kinh này, Phật ngài trùng trùng khuyến tín. Như kinh Đại Bổn nói, người không tin lời Phật nói, chính người đó trong ác đạo mới tiến hóa ra, tội thừa chưa hết, ngu si bất tín chưa đặng giải thoát. Lại ngài Pháp Tạng nguyện rằng, hết lòng tin mến, muốn được về cõi của ta, 10 tiếng niệm Phật ác được sanh về, duy trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Báng chánh pháp là nghĩa bất tín vậy. Lại kinh Văn Thù Bát Nhã như văn trước đã dẫn, rồi sau cũng nói rằng duy trừ người bất tín. Lại kinh Hoa Nghiêm nói, tin là gốc của đạo, tin là mẹ sanh ra công đức, mà Phật lại nói mãi không thôi, đâu luống vậy ư? Ngài Thanh Lương Đại Sư nói, ông Cao Tề Đại Hạnh Hòa Thượng tôn sùng pháp niệm Phật, dùng 4 chữ dạy bảo, nghĩa là 2 chữ tin nhớ không lìa trong tâm, 2 chữ kính niệm không lìa nơi miệng. Sanh về tịnh độ cần yếu phải có tâm tin. 1000 người tin thời 1000 người được sanh về, 1000 người tin thời 1000 người được sanh về. Tin danh hiệu Phật thời chư Phật liền cứu, chư Phật liền hộ niệm. Tâm thường nhớ Phật, miệng thường niệm Phật, thân thường kính Phật, mới gọi là thâm tín. Mặc ý sớm hay muộn gì quyết không có phép nào lại trụ trong cõi Diêm Phù Đề này. Văn đây khuyên người đời phát tín tâm rất là thiết yếu. Sớ, tín là nghĩa không nghi, thọ là nghĩa tin rồi lãnh nạp không quên. Tín mà không thọ cũng như không tín vậy. Sao? Tín mà không thọ lãnh. Ví như có người đem cho vật báo rất tin không nghi, xong mà cứ cự mãi không nhận lấy, dầu tin cũng chẳng ích gì, cho nên nói cũng như không tin vậy. Sớ, lại chữ tín tức là tâm thanh tịnh, như trong bộ Duy Thức đã nói. Sao? Trong thành Duy Thức luận nói, đức tín tánh cách nó là tâm tịnh, nghĩa là đối với chỗ thật đức hay tham nhẫn ưa muốn, bởi có trí huệ tin hiểu thấy được lý chân đế nên gọi chỗ thật đức. Thế nào là tâm tịnh? Vì tâm thù thắng vậy, như ngọc thủy thanh hay làm cho nước đục nước trong. Lại trong các món nhiễm, mỗi món đều có hình tướng, chỉ có tâm bất tính tướng nó vẫn đục, lại hay khuấy đục đến các tâm dương tâm sở. Tỷ như vật rất nhơ, vì nó đã làm nhơ mình lại nhơ lấy người khác. Nếu tâm tính chính là đổi được cái tướng nhơ kia, nên lấy tâm tịnh làm tướng. Nay người tu tịnh độ chủ về tâm tịnh, tâm tính là việc gấp cũng rõ lắm rồi. Sớ, tướng lý thời tự tánh bản lai vẫn là Phật, là nghĩa tính thọ. Sao? Kinh Hoa Nghiêm nói, bậc thập tính toàn dùng quả Phật làm tính tâm của mình, mỗi bậc giữ 10 tính. Bởi do Phật tức là tâm, cho nên trong tâm chúng sanh, mỗi niệm thường có tánh Phật thành ngôi chánh giác, nên người mà dấy lòng tin như vậy
thì đối với ý màu chốn kỳ viên, lời nhiệm của nghìn vị Phật chỉ một thời người ấy đã trụ trì tất cả. Tùy nguyện đắc sanh. Này Xá Lợi Phất, nếu có người trước đã phát nguyện, nay đương phát nguyện, hoặc sau sẽ phát nguyện để muốn sanh về nước Phật A Di Đà kia, thì các người đó đều đặng bậc bất thối chuyển đối với quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nơi cõi nước kia, hoặc đã giảng sanh, hoặc nay giảng sanh, hoặc về sau sẽ giảng sanh. Sớ, văn trước nói tính thọ, văn đây nói tin rồi phát nguyện giảng sanh vậy. Đã nguyện, nay nguyện và sau nguyện là phối với ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Nói ba thời kỳ đó để rõ rằng hễ có nguyện, không có một người nào mà chẳng giảng sanh. Sao? Đã phát nguyện, đã giảng sanh là thì trước khi Phật nói kinh này đã có người cầu nguyện sanh về nước kia, đã được giảng sanh rồi. Nay nguyện, nay sanh là chánh thời kỳ Phật còn tại thế vậy. Sau nguyện, sau sanh là nghe kinh này vừa rồi, mãi cho đến ngày nay, ngày sau và đời sau nữa. Văn trước nói bất thối Bồ Đề, văn sau nói người đặng giảng sanh đó rõ ràng. Hễ người phát nguyện thời ngay đương đời đây, đã thuận theo đường chánh giác rồi, huống đã đặng giảng sanh ư? Không một người nào chẳng được sanh là rõ nói những người giảng sanh rất nhiều đến vô lượng. Hỏi, người được sanh đã nhiều vô lượng, nay sao tình cờ mới thấy có một người? Đáp, mười phương thế giới đông như số vi trần, những người giảng sanh kia nào ai biết được số hạng. Nay ngươi chỉ thấy cõi Ta Bà, chứ không thấy nhiều cõi như số vi trần trong mười phương. Lại hỏi, người sanh đã nhiều vô lượng, cõi kia làm sao mà chứa cho hết? Đáp, biển cả chứa trăm sông mà chẳng tràn, gương sáng trùm muôn tượng còn có dư, huống cõi tịnh độ ư? Tức tâm là tịnh độ, tức độ là tâm, vì lẽ lấy quy về tâm thì nào lại chẳng chứa hết. Sớ, xứng lý thời tự tánh, nó chẳng phải quá khứ, vị lai và hiện tại, là nghĩa đã sanh, nay sanh và sau sanh. Sao? Muôn năm thâu vào trong một niệm thì xưa nào mà chẳng phải nay? Một niệm suốt đến muôn năm thì nay nào chẳng phải xưa? Thế thời mỗi niệm dạo đi nước Cực Lạc, mỗi giờ ra mắt Đức Từ Tôn, đâu chẳng phải giảng sanh đấy. Tâm quá khứ không thể đặng, đã không tâm ấy, còn ai nữa mà giảng mà sanh, nhưng không sanh mà sanh? Đó là cái nghĩa đã sanh, nay sanh và sau sanh. Tổng kết tín nguyện. Thế nên này Xá Lợi Phất, các gã thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu có người tinh cần phải phát nguyện để nguyện sanh về cõi nước kia. Sớ, văn trước nói có nguyện thời ác có sanh, thời nhân quả rõ ràng, chỉ e người không tin cùng người tin mà không nguyện sanh. Cho nên tổng kết tâm tính và nguyện, nghĩa là nếu ai không tin thì thôi, còn nếu có người tin thì nên phát nguyện sanh về nước kia. Đây là lần khuyên thứ tư. Sao? Lần khuyên thứ tư là từ lần khuyên ban đầu đến lần khuyên thứ hai đều nói phát nguyện cầu sanh, đến trong lần khuyên thứ ba lại nói rõ ràng nguyện là từ tâm tính mà khởi. Như trên ba lần nói chỉ là khuyên nói cần phải phát nguyện, nhưng chưa nói rõ công đức phát nguyện. Văn đây nói đời quá khứ, đời vị lai và đời hiện tại, hễ có người nguyện, không một người nào mà chẳng được sanh. Mới biết cái nguyện lực rộng lớn như thế, đâu đặng không tin, đâu đặng không nguyện. Nên nói bốn lần khuyên và nói lời tổng kết. Ngài Trí Giả nói ngục quả xa hiện tướng còn đặng giảng sanh, huống chi giới định ròng tu công chẳng luống uổng. Đây là lòng tin rất tột vậy. Ngài Vĩnh Minh nói kiếp đá còn có thể mòn, chớ nguyện ta không bao giờ thay đổi. Đây là lời nguyện rất rộng vậy. Sớ, xứng lý thời tự tánh như và trí thầm hiệp, ấy là nghĩa trí và nguyện đều thành. Thuần nhiên chân thật mà không luống nghĩa là tự tánh chân như vậy, thế nên gọi là tính. Xí nhiên tưng bừng sanh ra mà không cùng tận, ấy là nghĩa tự tánh trí huệ vậy, thế gọi là nguyện. Như hiệp với trí, trí hiệp với như, ngoài trí không như, ngoài như không trí.
Văn Thù là bậc tín thủ sẵn đủ trong nhất tâm, Phổ Hiền là bậc nguyện dương cũng không rời trong nhất niệm. Hổ Chương Nan Sự Linh Thiết Cảm Pháp phân ra làm ba: một, kỹ tán chư Phật, Thích Ca khen chư Phật; hai, chư Phật tán kỹ, chư Phật khen Thích Ca; ba, tổng kết nan sự, chung kết việc khó. Kỹ tán chư Phật: này Xá Lợi Phất, như ta nay đây khâm khen công đức chư Phật bất khả tư nghị. Sớ, bốn kinh của đời nhà Đường dịch đã nói: như ta đây rao bày khâm khen đức vô lượng thọ Phật. Kinh này nói khâm khen các đức Phật. Như lời Cổ Nhai nói: do chỉ đức Phật Di Đà với chư Phật đồng một pháp thân. Sao? Đồng một pháp thân là như kinh Hoa Nghiêm lời tụng nói: mười phương các đức Phật Như Lai đồng chung một pháp thân, một thân một trí huệ, thập lực tứ vô úy cũng thế. Thời đức Phật Di Đà tức là các đức Phật, các đức Phật tức là Phật Di Đà, cho nên chẳng nói đức Di Đà mà nói các đức Phật. Số là gồm đức Di Đà cùng các đức Phật đồng khâm khen đức Thích Ca vậy. Sớ, bản dịch đời nhà Đường do đức Di Đà gồm các đức Phật, nay kinh này do các đức Phật gồm đức Di Đà. Nếu cả hai thuyết gồm nói đủ thời với văn đã thuận mà nghĩa lại cũng cụ túc. Sao? Đủ hai thuyết là nói như ta đây đây khâm khen đức Phật A Di Đà cùng với các đức Phật đều có công đức bất khả tư nghị, thế thời văn kinh đã thuận mà với nghĩa đồng một pháp thân cũng ở trong đó, văn nghĩa đều tốt. Nên biết ngài La Thập vốn có ý đây, nhưng vì ngài muốn bớt văn cho dễ, ngài quyền trang dịch sau chỉ vì riêng nói ấy, là muốn cho người đối với hai kinh khéo hiểu nói ý kia mà không chấp nơi văn tự vậy. Lại các đức Phật với Phật Di Đà đồng nhau cũng là bất khả tư nghị. Chư Phật tán kỹ phân ra làm hai phần: một, đắc đạo nan, chứng đạo là khó; hai, thuyết pháp nan, nói pháp là khó. Đắc đạo nan: hết thảy các đức Phật kia cũng khâm khen công đức của ta bất khả tư nghị mà nói lời như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm những việc ít có rất khó, lại hay ở trong cõi nước Ta Bà nhằm đời giữ năm trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược, mà được chứng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sớ, mỗi vị Phật khâm khen lẫn nhau là vì để tiêu biểu pháp môn tịnh độ này quyết phải tín thọ. Sao, mỗi vị Phật lẫn nhau khen là vì với pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ đây, dẫu một vị Phật riêng khen cũng phải tín thọ không nghi. Huống nay chẳng những một đức Thích Ca khen nơi hội kỳ duyên mà thôi, cho đến chư Phật ở sáu phương cũng vẫn đồng khen ngợi. Lại Phật đây Phật kia lẫn nhau tán thán, há chẳng phải pháp môn tối yếu siêu sanh thoát tử hay sao? Thế nên nhắc lại bốn phen dặn dò, nhiều phương dạy bảo, ơn hơn mẹ đẻ, nhân quá trời cao, dầu cho có làm hạnh chi đến tan xương nát thịt đi nữa cũng khó mà đền đáp cho vừa. Sớ, các đức Phật kia tức là Phật Di Đà cùng sáu phương chư Phật vậy. Thích Ca dịch Năng Nhân Mưu Ni dịch Tịch Mặc. Sao? Năng Nhân Tịch Mặc đủ có hai nghĩa: một, theo đối đãi mà nói thời chữ năng là pháp phương tiện quyền khéo chiều theo cơ ưa hợp; chữ nhân là trí đức hồng ân khắp nhuần muôn loại, là lòng đại bi lợi vật; chữ tịch là lặng dậy bất động, bạc dứt muôn điều; chữ mặc là vắng dậy, quên lời, hằng lìa sự hí luận, ấy là cái đại trí hiệp với chân lý. Hai, với viên dung mà nói, do vì bi tức là trí nên trọn ngày độ sanh mà không có tướng chúng sanh nào khá độ, đấy là tức động mà tịnh dậy. Do vì trí tức bi nên chẳng khởi lên một mãi niệm mà thường độ chúng sanh, đây tức là tịnh mà động dậy. Cho nên biết rằng chỉ nói hai chữ bi trí nhẫn đến một lời thì toàn đức của Phật đều gồm được hết. Sớ, câu ít có rất khó là lời nói chung cả hai việc khó ở dưới.
làm đủ hai việc khó đây nên gọi công đức bất tư nghị. Sao? Nói hai việc khó là ở trong đời ngũ trược mà tu chứng đặng quả Bồ đề, đó là một việc khó. Lại ở trong đời ngũ trược mà nói ra pháp môn tịnh độ này, đó là việc khó thứ hai. Gồm cả hai việc đây thật là cái việc rất khó làm mà duy có Phật làm được. Với việc ít khó, khó thấy ấy cũng chỉ một mình Phật có đó. Là việc khó làm mà làm được cũng chưa phải là điều ít có. Nay việc rất khó làm mà được đó, đấy mới là tột xưa suốt nay. Siêu hiền dược thánh, trên trời dưới trời đồ sộ, đặc biệt riêng một mình mà không ai so sánh cho bằng bậc ấy, nên nói là ít có. Sớ, chữ Ta Bà dịch là kham nhẫn, cũng dịch là nhẫn giới, tức là cõi đại thiên thế giới của Đức Phật Thích Ca Thế Tôn làm pháp chủ. Chữ ngũ trược là gì? Do năm việc uế trược nó đánh lẫn lộn nhau, làm nhơ đục chân tánh của chúng sanh, nên gọi là đời ác trược. Thời kỳ nào không năm món trược ở đây thì gọi là đời thiện tịnh vậy. Sao? Kham nhẫn là do gì chúng sanh ở đây kham xiết đành chịu ba điều độc hại phiền não, xoay dần trong đường sanh tử mà không nhàm lìa. Nhẫn giới là vì Đức Như Lai ở trong cõi này, riêng một mình Ngài chứng đạt bậc tự thể tam muội. Lại thời kỳ sơ kiếp có vị Phạm Dương tên là Nhẫn. Ngũ trược quấy lộn lẫn nhau là bản tánh vốn vắng lặng do kiếp trược, vân vân. Cả năm trược xáo lẫn nổi lên các bụi bặm cặn cáo. Như kinh Lăng Nghiêm nói, ví như nước đang trong, lấy đất cát quăng vô, đất rã làm cho nước mất tánh trong sạch vì lộn lạo đục ngầu. Chữ thế là nghĩa dời đổi không ngừng. Thời đời trước đời này và sau đời này phải có một đời gọi là thiện thế vì bây giờ không ngủ trược. Nay nói đời ác thế là căn cứ vào thời kỳ Phật Thích Ca đương hiện thế mà nói. Sớ, chữ kiếp đọc đủ tiếng Phạm là kiếp ba, dịch là thời phận. Chữ kiếp trược là nó không có cái thể riêng, do có bốn trược kia mà đặt cái tên cho nó là kiếp trược. Các điều trược cấu cặn lẫn nhau, tức là tướng hiện thật của nó, kiếp trược. Sao? Kiếp trược là trong một đại kiếp có bốn trung kiếp là thành, trụ, hoại và không. Mỗi một trung kiếp đều có 20 tiểu kiếp, xây dòng tăng giảm. Thuở mà loài người tuổi sống tăng đến khi mỗi người sống được 80.000 tuổi là số tăng đã tột. Lại 100 năm giảm xuống 1 tuổi, cứ giảm như vậy cho đến khi con người còn sống được 20.000 tuổi, tức là vào thời kỳ kiếp trược rồi. Không có cái thể riêng là do bốn trược sau đều ở trong kiếp trược đây, nhân đó mà đặt tên là kiếp trược. Phần của kiếp đây, nội dung hiện tượng của nó là các trược đua nhóm lẫn nhau, tơi bời xen lộn, cho nên nói là trược. Trái lại, để thêm rõ trong nước Cực Lạc, đương thời là Phật A Di Đà, hiện tại thuyết pháp là vì thời gian thanh tịnh không phải kiếp trược. Ngày nay chúng ta vì sao đành ở trong đời kiếp trược này mà chẳng cầu sanh về nước kia ư? Bốn trược sau cũng nương theo đây. Nên Ngài Trí Giả nói, cõi tịnh độ kia vì không có ba độc và năm trược nên gọi là cõi ngũ thanh, là ý đây vậy. Sớ, kiến trược là lấy năm món lợi sử làm thể, chia ra thì thành 62 cái, vân vân. Các tà kiến lừng lẫy, tức là tướng của nó, kiến trược. Sao? Năm món lợi sử là: một, thân kiến, nghĩa là chấp ngã và ngã sở mà khởi ra tà kiến chấp có thân ta. Hai, biên kiến, nghĩa là chấp đoạn, chấp thường, mất lý trung đạo mà khởi ra tà kiến chấp một bên. Ba, giới thủ, nghĩa là chẳng phải chánh nhân mà chấp cho là nhân, để tu theo lối khổ hạnh của tà đạo mà khởi ra tà kiến chấp trước rằng ta hãy giữ giới, giới của tà đạo. Bốn, kiến thủ, nghĩa là chấp quấy làm phải, như chuyện gánh gai bỏ vàng mà khởi ra tà kiến, tự phụ chỗ sở kiến của mình. Năm, tà kiến, nghĩa là bác đi nói không có nhân quả, mắc về cái tội chấp không, trống rỗng, ngoan không, gây ra cái thấy biết không chánh đáng của bọn tà ngoại. Năm điều ấy nó hay khiến chúng sanh đi vào con đường sanh tử,
cho nên gọi là sử. Nhưng mà cái thể nó mãi muốn nhậm lẹ, làm hại chẳng phải nhỏ. Vì đối với năm độn sử để nói nên kêu là lợi sử, nghĩa là nó sai khiến rất nhanh chóng. Chia ra thời thành 62 sử là dùng hai cái chấp đoạn và chấp thường làm gốc mà sắc ấm, vân vân. Năm ấm, mỗi ấm có đủ 4 câu, nhân cho 3 đời thành 60, thêm hai gốc đoạn và thường kia cộng thành 62 sử, sai khiến. Các cái tà kiến đấy cũng như rừng rậm quấn buộc quanh co, người đời không thể ra khỏi, quấy rối chân tánh, cho nên nói là trượt. Trái lại với trên là để rõ trong nước cực lạc mỗi người đều đủ sức chánh kiến, vì chẳng mắc cái kiến trượt như chúng sanh ở cõi này. Sớ, phiền não trượt là lấy năm món độn sử làm thể, nhân rộng ra thì nhiều đến thành 10 món, 108 món, 8 dạng 4.000 món và hàng sa đẳng món, vân vân, để dời mắt lấy tam tai, tức là cái hiện tướng của phiền não trượt. Sao, năm món độn sử là một tham, nghĩa là gặp các cảnh thuận tình thì khởi ra tâm yêu đắm vì không thể bỏ lìa. Hai sân, nghĩa là gặp những cảnh trái tình thì khởi tâm hờn giận vì không thể dung nhẫn. Ba si, nghĩa là đối với cảnh không phải trái chẳng phải thuận thì khởi ra tâm ngu ám vì không thể xét biết. Bốn mạng, nghĩa là đối với tất cả chúng sanh khởi tâm kiêu ngạo trên lớn dưới lướt vì không hay kính nhường. Năm nghi, nghĩa là đối với các pháp lành khởi ra tâm nghi nan, khi muốn tấn lúc muốn thối vì chẳng hay tự quyết định được. Năm cái đây cũng hay khiến người thẳng vào trong đường sanh tử, cho nên gọi là sử. Sánh với năm sử trước thì nặng nề chậm chạp hơn, nên gọi đó là độn sử, nghĩa là cũng sai khiến mà chậm lục lắm. Nhân rộng ra là đem năm độn sử hiệp cộng với năm lợi sử trước làm thành 10 món phiền não, lại chia ra thời làm thành 98 món phiền não, thêm món thập triền thời thành 108 món phiền não, lại chính chắn suy ra nữa thời tới 8 dạng 4.000 phiền não, nhẫn đến hàng sa và đa đa vô lượng. Bởi nó làm nhọc nhằn tâm ta không đặng an ổn, nóng nảy tâm ta không đặng mát mẻ. Lại các món rộn ràng nó ép ngặt tâm thần, làm cho tánh chân minh chẳng sáng lạng, cho nên gọi nó là phiền não. Giới mắt tam tai là do lòng tham nên cảm chịu lấy tai cơ cẩn, đói kém mất mùa. Lòng sân cảm chịu lấy tai đau binh, lòng si cảm thụ ra tai tật dịch, nhẫn đến tai nước, tai lửa, tai gió, các tai nạn lớn cũng đều do theo một loại của phiền não nó sai khiến cho, nên nói nó là trượt vậy. Trái lại với trên là để rõ trong nước cực lạc mỗi người đều trí huệ trong sạch, vì chẳng phải phiền não trượt như cõi này. Sớ, chúng sanh trượt là một chỗ nói lấy ba nghĩa của kinh A Hàm để làm thể, lại chỗ thì nói trộn lẫn với năm ấm, ấm kiến thức, mạng khinh, quả báo để làm thể. Tên xấu tiếng nhơ tức là tướng của nó vậy. Sao? Ba nghĩa là kinh A Hàm nói: một, ban đầu kiếp trụ cho chúng sanh cõi trời Quan Âm bị đọa xuống ở mặt đất này. Hai, hòa hợp với năm ấm để lẫn sanh ra. Ba, tùy theo mỗi chỗ sáu đường để thụ sanh theo mỗi trường hợp, cho nên nói chúng sanh trượt. Năm ấm tức là sắc ấm, thọ ấm, vân vân. Chữ kiến là không thật có chủ tể, mà chấp bướng rằng thân này thật có chủ tể. Thế là ngã kiến, chấp ta, tự ái, bản ngã, tự nhận thấy có làm chủ thân này, vật nọ. Chữ mạng là chấp cu sanh chủ tể, cu sanh là cái chấp đời trước, còn thừa lại đều theo sanh ra với thân đời này, gọi là ngã mạng, trọng mình khinh người. Quả báo là đời trước đã tạo nhân, đời này phải chịu quả báo, cũng là nghĩa thọ sanh như trên. Tên xấu tiếng nhơ là đối với Phật thì chúng sanh là cái tên tuổi tiếng tâm rất hèn hạ xấu xa, bởi luân hồi trong sáu đường chịu đủ các việc thống khổ, cho nên nói là trượt. Trái lại với trên là để rõ trong nước cực lạc người người toàn là bậc thượng thiện, đồng hội hợp một xứ, vì chẳng phải như chúng sanh mang những danh xưng ác trượt như cõi này.
Sớ, mạng trược là lấy sắc và tâm truyền luôn, nối giữ làm thể, thâu thúc năm tuổi, giảm ngắn số thọ, tức là tướng của nó vậy. Sao, chuyển luôn nối giữ là y theo nghiệp lực nó dẫn dắt hột giống thức thứ tám. Ngoài sắc thân trong thời tâm thức, liên thuộc lẫn nhau, tức là do hơi thở, chất ấm và thần thức. Ba cái nó cùng giữ gìn nhau, như hồ keo không cho tan rã, sống trong một thời kỳ, đó gọi là mạng căn. Nếu rủi ro một cái không luôn giữ cho nhau, tức thì cái mạng căn liền đoạn, như chất keo kết dính, chết. Nên lấy ba cái đây làm thể của mạng căn. Thâu năm giảm thọ là đương trong kiếp giảm đây, mạng căn con người sống không đến trăm năm mà lại dường như bọt bóng, như đèn giữa gió, trong giây phút chẳng dừng, rất là ngắn ngủi, cho nên nói là trượt vậy. Trái lại với trên là để rõ trong nước cực lạc, nhân dân thọ mạng đồng với Phật vô lượng, vì chẳng phải mạng căn ô trượt như cõi này. Sớ, với ngũ trượt mà giải nói như thế là căn cứ theo phần quả. Còn như Kinh Lăng Nghiêm nói, hoặc phối với tam tế, lục thô, hoặc phối với ngũ ấm, thì nghĩa nó cũng chẳng khác. Sao, phối với tam tế, lục thô, vân vân là lấy cái kiếp trượt phối với nghiệp tướng, nghĩa là cái vô minh khi ban đầu khởi ra, vì tánh nó liền nhơ trượt vậy. Kế lấy mạng trượt phối với nghiệp hệ khổ tướng. Phối với ngũ ấm là lấy kiếp trượt phối với sắc ấm, nghĩa là với điều không, điều thấy chẳng rành. Cái thấy bậy vốn không, cả hai đều không thật thể, vì tánh nó vẫn trượt vậy. Kế lấy kiếp trượt phối với thù ấm. Kế lấy phiền não trượt phối với tưởng ấm. Kế lấy chúng sanh trượt phối với hành ấm. Kế lấy mạng trượt phối với thức ấm. Nói không khác là một thuyết trước nói, tâm không có cái tướng ban đầu là vô minh thì vượt khỏi kiếp trượt, nhẫn đến không có cái tướng nghiệp hề khổ thì vượt khỏi mạng trượt, thế là đoạn được cái vô minh, vân vân. Nên gọi Phật Ngài ở cõi cũ trượt mà chứng quả Bồ Đề. Một thuyết sau nói, phá được sắc ấm thì vượt khỏi kiếp trượt, nhẫn đến phá được thức ấm, vân vân. Nên gọi là Phật Ngài ở trong cõi đời ngũ trượt mà chứng đặng quả Bồ Đề. Vì hai thuyết nói có chút khác, nhưng nghĩa rất đồng nhau. Sớ, trong Quán Kinh nói tạo cái nhân trượt ác, bất thiện, nên bị cái quả năm món khổ ép ngặt. Nay ở đây không nói năm món khổ là văn bớt. Sao, năm món khổ là lời sớ nói, sự khổ giữa ngũ đạo năm loài, là hoặc cái khổ ngũ thống, cái khổ ngũ thiêu, cái khổ ngũ ác, 23, vân vân. Rõ đủ như trong kinh Đại Bổn, đây chẳng chép nhiều. Do trượt ác có khổ, nói trượt thì gồm khổ nên nói bớt văn. Sớ, ở trong cõi đời ngũ trượt đây, những người có thể tự lập làm nên mình cũng đã ít lắm rồi, huống đặng thành bậc chánh giác, đâu chẳng khó ư. Thế là việc khó lần thứ nhất, thế là rõ công đức tự lợi thiệt, không thể nghĩ bàn. Sao, tự lập là cái thời kỳ đủ năm điều ác trượt mà loài người sanh ra nhằm trong đời ấy, với hoàn cảnh ngoài thời bị thời thế ép ngặt, giới trong thân tâm thì bị mê hoặc nghiệp chướng nó buộc ràng, huống hồ cái thân thể buộc giữa bốn loài, mạng còn trong hơi thở. Bởi thế nên muốn sạch mà nó cứ nhơ, cầu lên mà lại rớt trở xuống. Thế mà có năng lực ở trong cõi này khéo phân biệt điều thiện ác, là trì giới tu phước để lập được cái địa vị chốn nhân thiên. Kẻ mà được như thế cũng rất ít có lắm rồi. Huống nữa hay ở trong cõi ngũ trượt này có một số người rất sợ cơn vô thường, biết tu pháp tứ đế, pháp thập nhị nhân duyên để tự lập cái địa vị các thánh thanh văn duyên giác, lại càng ít có hơn nữa. Phương chi cũng ở giữa cõi này mà đoạn hẳn màn vô minh, vượt cao ngoài ba cõi để chứng đặng quả vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thiệt là chẳng khác nào đồng ở trong đám nhà cháy mà riêng một mình được ngồi trên chiếc xe báo đi ra, đồng chìm đắm trong sông mê mà riêng lên bờ giác. Thế đâu chẳng phải là kẻ nhẫn được những cái mà đại đa số người không thể nhẫn, làm được những cái mà đại đa số không thể làm.
vậy mới gọi là khó, thế mới là công đức tự lợi không thể nghĩ bàn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.